chiều, mùa xuân theo em về. Mùa bình thường, mùa vui nay đã về. Xuân mơ ước ấy xưa có về đâu? Phơi khói bay trên sông gần đây chưa? Bên sông một trời nắng thôi hôm nay mênh mông. Phơi khói bay trên sông gần đây chưa? Bên sông một trời nắng thôi hôm nay. Xin cảm ơn Quý Vân và Khánh Phương đã mang đến một mùa xuân đầu tiên rất là đẹp. Và kính thưa quý vị, để nói về những mùa xuân quan trọng trong lịch sử của dân tộc Việt Nam thì chúng tôi ngày hôm nay đã mời đến đây một nhân vật có rất là nhiều câu chuyện để chia sẻ với quý vị, và đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Bình Hồng đến từ khoa lịch sử của Trường Đại học Xã hội và Nhân văn. Xin được giới thiệu. Xin chào thầy ạ. Thưa thầy, hồi nãy Tấn Thành có kể cho quý vị khán giả nghe về một số những cái cột mốc quan trọng trong những cái mùa xuân lịch sử của Việt Nam á thầy. Thì bây giờ chắc là phải mời thầy chia sẻ rõ hơn về những cái mùa xuân đó để xem những mùa xuân đó mang ý nghĩa như thế nào. Xin mời thầy ạ. Thực sự như Bác Hồ đã nói, một năm khởi đầu từ mùa xuân. Mùa xuân nào cũng có ý nghĩa cả. Yeah. Mùa xuân nào cũng đẹp cả. Bởi vì mùa xuân nào cũng đem đến cho chúng ta không chỉ là cái sức mới mà một cái sức mạnh, một cái niềm tin, một cái hướng đến cái tương lai rất mới. Thế thì trong cái hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc đó, chúng tôi thấy có 5 cái mùa xuân lịch sử đáng nhớ nhất trong lịch sử dân tộc. Yeah. Mùa xuân năm 40, yeah. Đó là cái mùa xuân mà người Việt Nam lần đầu tiên trong hàng ngàn năm trước đó, kể cả từ thời dựng nước, thì đến thời kỳ đó chúng ta mới thực sự trình diện trước cái thế giới của văn minh của loài người. Yeah. Một cái mùa xuân mà cái sức quật khởi của con người Việt Nam. Và cái sức quật khởi này là từ những người phụ nữ của Việt Nam. Những người phụ nữ rất là đẹp của Việt Nam, hai bà Trưng, vâng, hai bà Trưng, bà chị, hai bà Trưng chắc, bà Trưng Nhị. Đó, và chính từ đó chúng ta chỉ thấy được là cứ mùa xuân chúng ta lại thấy hình như là nó sẽ cho chúng ta những cái điều kiện mới, những thuận lợi mới, những cái cơ sở, những cái tiền lệ mới để mà chúng ta làm tiếp những cái mùa xuân. Thì đấy là cái mùa xuân năm 40. Hoặc là ra đến hết cái thời Bắc thuộc chẳng hạn, thì chúng ta thấy là mùa xuân năm 938 cũng là một cái mùa xuân hết sức đặc biệt. Với cái mùa xuân đó, đó thắng lợi của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng đánh tan quân Nam Hán, thì cái mùa xuân đó là cái mùa xuân mà nó cáo chung toàn bộ một cái thực tại hơn 1000 năm của cái chế độ Bắc thuộc, một cái thời kỳ Bắc thuộc, một cái thời kỳ nhục nhằn, thì chúng ta bước vào một cái thời kỳ độc lập tự chủ như thế nào, chúng ta thoát ra được nó để chúng ta bước vào một cái đàng hoàng bằng thắng lợi oanh liệt, cảnh báo cho cái phương Bắc thấy rất rõ là không thể như thế được nữa, không thể như cũ được nữa. Và từ đó đến nay chúng ta chỉ thấy được là mùa xuân năm 938 đó nó đã mở ra cho chúng ta một cái thời kỳ mới, một cái kỷ nguyên độc lập. Dạ vâng. Vâng. Thế rồi trong suốt cái kỷ nguyên độc lập đó đó, mùa xuân năm 1789 cũng là một cái mùa xuân hết sức đặc biệt. Bởi vì với cái thắng lợi của Quang Trung, chỉ trong 5 ngày thôi, tính từ 30 tháng 1 cho đến 30 tháng 12, cho đến ngày mùng 5 Tết, trong 5 ngày Tết đó, từ giao thừa thì chúng ta đã đánh tạm 29 vạn quân Thanh, giành lại cái giang sơn độc lập tự chủ của chúng ta. Và